Xin chào quý anh chị cô chú Mạnh Thường Quân, xin chào mọi người, tất cả mọi người. Em là Phương Cái Cha đây. Đây là buổi trưa ở trạm này. Thì hôm qua Phương có cắt cỏ ở đây nè, này do mưa lớn quá nên mới ngừng. Nay chút xíu nữa bớt bớt nắng thì Phương cắt tiếp, cắt cỏ tiếp cho nó sạch. Giờ đây đây là bé cu đen đây nè. Cu đen chào quý vị đi, chào mọi người đi con. Nè cu đen, đây là bé lũng và các bé con của lũng nè đó. Giờ trưa lên nắng nóng quá thì nó chạy ra ngoài nằm hết cho nó mát nè đó. Bậy không bậy là lũng ngoan nha, chút xíu nữa đây ha, chưa chưa rồi nó cho ăn tiếp nha. Bác bé bữa nay bé nào bé uống nụ nha, lũng ngoan nha. Về đây đây là các bé của bà gấu này, bé của bà gấu đây. Gấu chào bà con ơi, chào cô chú nè, cho con bú nha. Tại vì á là ở đây á, là buổi sáng và buổi trưa á, nó rất là nóng nóng lắm, với lại phần cái này á, nó cũng xuống cấp hết rồi nên nó rất là nóng. Buổi sáng và buổi trưa là Phương rút hết mấy cái khăn của tụi nó ra hết cho nó nằm đất cái này cho nó mát. Rồi mấy cái khăn á, là Phương giặt giặt sạch phơi lên để chiều tối á, cho mấy bé nó nằm. Đây đây là ông dện nè, ông Giang. Giang chào cô chú con. Giang ra đây con, chào cô chú cái nè. Bé này rất là hung dữ nha, hung tợn lắm, bỏ găng bỏ ghé ra là bé đi đánh lộn à, cản không kịp luôn á, nó rất là mạnh nhưng mà nó chỉ nghe lời của mình Phương à, không nghe là ai hết trơn á, rất là ngoan. Nằm nó đi con. Đây các bà mèo. Nay lên vô chui vô cái ké ha, các bà mèo con đây. Đây à, nay bà này lên cho bú nữa nè. Không biết có sữa cho bú không nữa. Đấy, mấy cái mèo này ăn ăn hạt ăn cơm được rồi. Đây mấy bà ăn rồi, sáng còn dư nè, để đó chừng nào đói ăn tiếp. Dạ đây là ông bò chuyên gia qua loại, tối ngày bơi ra ngoài đường chơi không, đi ăn nhóc dân cụ chào ở ở trạm nè. Nhóc cụ chào ở từ nhỏ tới lớn luôn, về đầu tiên luôn là ông nhóc này nè. Đây với là mèo. Đây mấy bé của Kim Chi đây, chọn một nút luôn đó, ngủ rồi đó. Mày mấy bà mèo ăn no ở đầu rồi, sáng trưa chiều tối cục 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 gì nè đó, đó cục này đằng kia đó, cục nữa đó, đó ba cục chui lên nằm ngủ gì đó. Đây đây bà mèo nữa nè đó, mèo đi lông bông lông quang nữa. Đây bé lợn nè, đây đặt lạc nè, đây nhóc nè, đây là già lùng nè, đây là mỏ nhọn nè. Ăn no nhà rửa sạch sẽ rồi đó, tha hồ mà nằm. Đây mấy bà mèo ngủ vậy đó. Ba mẹ con đó theo nằm ngủ vậy đó. Đây bà Mỹ Lu nè, đây ông què nè đó, ông què. Đây bà
kia xíu mại kìa, đó xíu mại đó, xíu mại chào cô chú nè. Còn đây Trường Chinh, chuyên gia bắt chuột, tối ngày ăn no chui đây canh gừng bắt chuột đó, hai bà đó đó đó, nó nghe bắt chuột bắt côn trùng là bà đó đó, chuyên gia đây, chui ngủ nữa nè, ăn mực nữa nè đó, mực là chuyên gia nằm đây đó. Còn mấy ông nữa, mấy ông giờ thấy người ta bên kia người ta làm móc ao cá đó, nó mấy ông chui ra ngoài đó đó, chui ra ngoài đó mấy ông chơi ngoài đó đó, đi ra ngoài bờ dừa ngoài đó, đó đào lỗ đào hang bới đất chơi má, rồi tới giờ ăn mấy ông vô ăn. Đây đây là buổi trưa cho mấy bé gà hầm với lại củ dền. Đó. Giờ Phương đang để nguội, nguội xong là Phương chặt nhỏ ra rồi xay nhuyễn nữa rồi mới trộn cho mấy bé ăn đó. Đây nồi cơm chưa, nồi cơm buổi trưa đó đang cũng nấu xong rồi, sáng vừa cho ăn xong là bắt đầu là tiếp tục nấu để buổi trưa đó. Đây đồ ăn cho bé, một lần mua tại vì giờ giãn cách xã hội mấy chợ nó không có bán, tại mấy cái chỗ mà giao hàng cho Phương á cũng không không có giao được, nên Phương mua đồ ở trong Bách Hóa Xanh á, ba cái xương bụng gà nè, xương bụng gà rồi ba cái ức gà đâu đó về cho mấy bé, đồ nó rất là mắc, ký 80.000, xương thì có 40.000 thôi, còn ức gà thì 80.000, mà xương xương bọng gà thì không phải là không có nhiều, có nhiều cô Phương cũng mua mua nhiều rồi, nó chỉ giới hạn thôi, mua trong giới hạn một người bao nhiêu ký thôi. Đó. Đây gạo mới về ngày hôm qua 100 ký, đó mấy bà mèo leo lên nằm nè, bảy bá chưa. Đây là hộp, hộp cho mấy bé. Đây là sữa, đây là sữa tươi không đường, không đường dành cho mấy bà bầu với mấy chó con như là mỏ nhọn với lại xíu mại cho tụi nó uống, mấy bà bầu đó. Này một hộp 1 lít vậy là có 30.000 thôi, nó tiện hơn là mình mua bạch, một bạch là nó có 220 ml thôi mà nó tới 7.500, 5 bạch là nó ra 30 mấy ngàn, nên Phương mua hộp 1 lít này nè, nó có 30.000 à, tiết kiệm được 60.000 đó. Mới đem về trong cái gạo là ở đầu cái mấy bà mèo đó, dấu chân mèo không leo lên nó dậm bấy hết trơn, tại vì chiều hôm qua mưa, chiều hôm qua mưa đó nên đất nó còn hơi ướt, mấy bà mèo quá đi phải dậm vậy nè. Đó, đây là bà mèo, bà mèo, bà mèo, bà mèo này là chuyên gia nằm canh bao hạt. Còn đây là rau củ quả Phương mới mua về hồi sáng, tại vì á là một lần Phương mua là mỗi thứ là 3 ký, 3 ký chứ không mua nhiều, mua nhiều để lâu ăn không kịp rồi nó úng nó héo hết nên nó không có ngon. Đây mỗi thứ 3 ký, 1 ký là 40.000, cực kỳ đắt ở đây, tại vì ở đây là nó chặn đầu chặn đuôi hết rồi, giao thương khó khăn lắm, mà mình muốn đi mua cũng cực nữa nên chỉ có đặt thôi, đặt trên Bách Hóa Xanh á, Bách Hóa Xanh nó đem vô nó giao cho mình. Lại phần giờ dịch tùm lum tùm la á, đi ra đường á công an lại mấy chú bộ đội á chặn lại hỏi thăm nữa, lúc đó phiền, phiền lắm. Này mỗi thứ là 3 ký, tôi sẽ xây chuyền
vòng vòng. Ví dụ buổi sáng thì ăn cà gót, rồi buổi trưa ăn khoai tây, buổi chiều ăn bí, rồi sáng mai ăn củ dền, cứ xay 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 vậy đó. Là như đây là ăn cũng được 4 ngày, rồi hết 4 ngày rồi là vừa hết cái này là vừa hết đồ ăn xương gà đồ á, bọng gà rồi cho mấy bé đó, là Phương tiếp tục Phương đặt tiếp vậy đó, đặt buổi sáng rồi buổi chiều nó giao, còn buổi chiều đó mình đặt thì sáng mai nó giao nó vậy đó. Đây, hàng tươi mới ngon lành đó, bây giờ đó cũng cà gót này đó. Để đợt sau là Phương sẽ mua củ su, đổi món mua củ su rồi mua rau cải xanh bầm ra đó, lâu lâu trái cây ba cái hàng rau củ cũng phải đổi món tụi nó nữa đó. Thì ra tình hình buổi trưa ở trạm Phương đó, hôm qua ngồi đang ngồi cắt cỏ như này đó, là mưa xuống đùng 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 đùng, phải chạy đi vô đầu giờ phải đợi cho nắng nó ráo, thiệt ráo chiếu nữa. Phương đốt đốt xong ở đầu kìa mới phát cỏ tiếp đó. Khi nào có tiền á Phương mua đồ Phương lót này luôn cho nó sạch luôn đó. Tình hình là như thế đó, cái khăn đó là để lót cho hai bà đó, tại vì ở dưới cái đường kẻ này nè, dưới đường kẻ này nó có đường hở, Phương lót của tấm mền đó là qua được hai chuồng đó. Còn mấy cái này thì nó khô rồi Phương để đây, nếu mà cái mền kia mà khô không kịp á thì Phương sẽ lấy mấy cái mền này Phương lót lót cho mấy bé nằm đó, để mai mốt mà Phương có tiền á Phương sẽ sửa chữa lại mấy cái vách này, sửa chữa vách này với lại cái mấy tôn, tại vì cái này nó cũng lâu rồi nó cũng xuống cấp hết rồi đó. Đây mưa gió dữ lắm, để hôm nào mà mưa á Phương sẽ làm cái clip cho quý vị coi, thấy cho quý vị biết được là cái cảnh ở đây mưa gió như thế nào, cực kỳ lớn luôn, cực kỳ là gió thì điều mà muốn bay luôn cái nóc nhà luôn á, tại vì á là ở đây nó là đồng trống nhiều lắm đó, bốn bề là đồng trống không, bởi em thử ra một lần mưa mà gió một cái đó là nó khủng khiếp lắm. Mai mốt á là có tiền mà Phương sửa chữa nó nâng cấp lại mấy cái vách này nha, xong xuôi Phương sẽ mua một tấm bạt tự Phương chùm ở trên cái mái này luôn, chằng dây lại y như là những cái nhà bên kia vậy đó, đó như nhà bên kia là người ta chùm bạt lên người ta chằng dây hết đó, thì nó không có sợ gì hết, không sợ gió luôn, bao gió luôn đó. Xong xuôi rồi Phương sẽ làm lại cái chuồng mèo, là sẽ khinh cái chuồng kia ra đóng vách, đóng mấy cái vách này lại, làm lại cái mái tôn đó, khuôn viên chuồng mèo nó sẽ ở đây, bắt đầu là Phương đóng vách hết, làm tôn làm cửa hết, rồi sẽ làm mấy cái kệ ngang 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 vậy nè, tầng 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 vậy đó cho mèo nó lên nó nằm, đó là phương hướng của Phương này. Vậy Phương sẽ lấy cái chuồng này đem ra ngoài để sửa chữa cái chuồng này lại, ngăn ô ra để dành cho mấy bé chó nằm, lót sàn làm tràn làm đồ để hết đó. Sẽ bỏ mấy cái này ra, mấy cái này sẽ đem ra xuống đằng sau, đóng dưới đằng sau đó là cái máy che nắng cho tụi nó ra ngoài đó nó chơi, còn chỗ này sẽ làm cái chuồng mèo, ngăn mèo đực mèo cái ra đó. Còn cái này á, là Phương sẽ để làm cái chuồng ngăn ra, cứ một chuồng ngăn ra hai ô, một lồng ngăn hai ô để dành nhốt cho mấy bé chó mới về, hoặc là để dành cách ly mấy bé chó mà bị bệnh á, cách ly nó ra, có tiền Phương sẽ làm đó.
phương hướng của phương là vậy đó. Đây là mấy cái vườn, mấy vườn từ nhỏ mới mỗi ngày mỗi dặt dặt sạch sẽ rồi phơi nắng lên nè đó, cho nó sạch đó. À, mấy củ hành là phương trồng thủy canh nè, à, để trên nước dưới cho nó bốc hơi lên thôi, về mà bữa nay nó ra mầm nè. À. Thôi à, Phương Trinh kết thúc video ở đây nha. Xin chúc à, quý mạnh thường quân, quý anh chị cô chú sức khỏe dồi dào, ngày mới an nhiên. Nhớ là tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế nha, phòng tránh dịch nha. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người.